Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa quý Phật tử cùng quý khán giả hữu duyên thân mến, tiền thân của Đức Quán Âm Thị Kính là một nam nhân với tướng hảo quang minh và oai đức trang nghiêm đỉnh đạt. Công đức tu hành của Ngài đã đắc đạo, nhưng trước khi thành Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni muốn thử lòng của Ngài nên đã bắt Ngài nhập thai xuống trần gian, mang thân nữ giới trong một gia đình nghèo khó, gia cảnh bần cùng, và phải trải qua vô số nỗi khổ niềm đau, phải hứng chịu vô số nỗi oan tình lớn lao của một kiếp con người. Nhan sắc của Thị Kính rất thanh tú, đẹp xinh mỹ miều, các cô gái trong làng không ai có thể sánh bằng. Thời gian trôi qua nhanh, Thị Kính lớn lên rồi cũng thành gia lập thất như bao nhiêu người con gái khác. Ở nhà chồng vào một ngày nọ, chồng nàng đang ngủ say. Thị Kính thấy trên gương mặt của chồng có sợi râu mọc ngược, nên nàng cầm kéo định cắt bỏ sợi râu đó đi. Không ngờ chồng giật mình tỉnh dậy, tưởng vợ mình muốn giết chồng nên đã truy hô lên, và đã bị gia đình chồng kết oan tội mưu sát chồng. Vì thế nàng bị chồng và cả gia đình chồng xua đuổi về nhà cha mẹ ruột. Thị Kính cũng là một người con gái hiếu thảo, sợ cha mẹ mình tủi nhục vì miệng lưỡi thị phi của thế gian, nên Thị Kính quyết định bỏ nhà ra đi. Vốn tiền căn Phật pháp sâu dày, Thị Kính đã tìm đến chốn thiền môn mà xuất gia tầm đạo. Nhưng vào thời đó rất khắc nghiệt, giữ theo phong kiến trọng nam khinh nữ, nên nữ giới không được học hành, cũng không được xuất gia đi tu. Vì thế Thị Kính đành phải cải dạng nam nhi để được xuất gia tu hành trong nhà Phật. Thị Kính đã được thọ giới với pháp danh là Kính Tâm. Ngày tháng tu hành ở chốn thiền môn, tưởng rằng sóng gió đã lặng lẽ, ai ngờ đâu những nỗi oan tình khác càng cao lớn hơn lại ùa đến với Thị Kính. Khi trong vùng có một cô gái tên là Thị Mầu, cô là đứa con gái cưng của một phú ông sở tại, vốn tính lẳng lơ, đa tình, không đoan chính. Thị Mầu đã nhiều lần lên chùa trêu ghẹo Kỉnh Tâm, bởi nhan sắc của Kỉnh Tâm vốn đẹp xinh, nên khi giả trai thành nam nhân, người rất khôi ngô tuấn tú. Thị Mầu không kềm nén được trước vẻ đẹp của Kỉnh Tâm, nên cơn khát ham muốn trỗi dậy và nhiều lần muốn kết tình duyên với chàng. Nhưng Kỉnh Tâm quyết một lòng giữ tròn giới đạo, nên mặc kệ cho Thị Mầu dở thói trăng hoa. Và kể từ khi Thị Mầu xuất hiện, nỗi oan tình của Thị Kính ngày càng chồng chất cao hơn. Thầy Tâm ơi, thầy Tâm, thầy có trong chùa không? Mau lên mau thăm thầy nè thầy Tâm. Mô Phật. Kính chào tín nữ. Tín nữ muốn tìm ai? Tìm Tâm chứ tìm ai nữa. Mô Phật. Kìa, sao ai lại lạnh lùng hờ hững, trong khi tôi đã dâng dương tâm từ cái thuở ban đầu. Thương thầm Kỉnh Tâm, giả bồi hồi giao ra thương nhân
yêu tâm là tâm biết không? Mô Phật, cuộc đời tôi hôm sớm cùng kể kinh, xin tin nữ hãy về đi thôi. Nhưng em yêu tâm à. Mô Phật, tôi gian cô, đây là nơi cung tỉnh rồi. Em ở trong chùa sống dưới tâm luôn. Mô Phật, xin tín nữ tâm, tâm biết không, từ bữa lên chùa về á, màu ăn uống không được, ngủ cũng không được, làm gì cũng không được. Trong tâm tưởng của màu á, lúc nào cũng có hình bóng của tâm. Màu yêu tâm, màu tương tư, màu thất tình, màu nhớ tâm dễ sợ. Mô Phật, xin tín nữ hãy về đi thôi. Tâm, sao ai quậy đuối xua, che nhà lòng cỏ úa phải không? Kiếp này kiếp nguyện chào ai, phải chi tôi xấu xí quê mùa, thì tâm chê cái chuyện đó nó đã đành. Tâm nhìn lại coi, tôi cũng đẹp như ai chứ bộ. Đừng, đừng, xin tín nữ hãy để tôi giữ đạo cho tròn. Xin tín nữ hãy về đi. Xe tông tờ tâm ơi, tâm ơi, em rất yêu tâm, nguyện trọn đời trao cả về tâm. Xin tâm chớ đuổi xóa duyên tình. Tín nữ ơi, tôi đã chán chê rồi bụi trần đau khổ, đã bước chân vào cửa an thiền, là nguyện trọn đời theo Đức Phật từ bi. Tôi gian tín nữ hãy về đi. Tâm, thấy ghét quá à. Mở miệng ra là gian tín nữ, lại tín nữ. Nghe em nói nè, em đã yêu tâm rồi, em quyết không đổi dời. Dù tâm có đuổi xua, lòng này xin thưa, câu mũi dưa kinh kệ, tôi thành tâm không sao lãng bao giờ. Người ơi câu vô tranh, xin đừng vì tâm tôi không vấn vương trần. Tâm, tâm nghe em bạn gì nha, coi có được không nha. Bây giờ á, tâm giàu tâm thưa với sư phụ, cho con được hoàn tục để cùng thị màu chung sống bên nhau. Đó, vậy đó, dễ ợt à, có khó khăn gì đâu. Ủa, đang nói chuyện với người ta đi đâu mất rồi. Nè, mai mốt
đừng có trách tôi độc ác ta nha. Thầy Tâm ơi, thầy Tâm, thầy có ở trong chùa không? Ra đây cho em bàn giao công việc coi. Tâm ơi, Tâm. Mô Phật, kính chào tín nữ. Phật, 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 Phật hoài. Có màu ở đây mà cứ kêu Phật hoài. Nghe nói nè, thời gian qua đó, em lên chùa thăm thầy, vào nhớ ra thương, ăn ngủ không được, cuối cùng cái nó lòi răng cục nè. Nhìn đây giống y họ như thầy nè. Mô Phật, tín nữ ơi, không phải như vậy đâu. Tâm, trời ơi, trách đó sao ta ăn nói ngược xuôi quá chừng. Hôm nào to nhỏ la cả đây đó một con dây màu. Dở lẽ mới biết lòng ai, đổi tay thật là trao trở. Vào đây chi hồn coi sợ canh, trời ơi, giống phường gian manh lóc chốc lanh chanh là cái thứ của tâm. Cao sanh dùm câu cho cô, đau thương đành phải số kiếp đoạn trường. Tâm, đoạn trường là sao? Ủa, đang nói chuyện với người ta bỏ đi là sao? Cha thầy chùa này vô trách nhiệm thiệt chứ. Không nhận đứa nhỏ nè, tôi bỏ người ta trước cổng chùa đại đó nghe. Mà hãy nói chết là thầy chịu trách nhiệm chứ tôi không có chịu trách nhiệm mà nghe. Tôi về à. Con ơi, nín đi con. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Nín đi con ơi, nín đi con. Con đừng khóc nữa con ơi. Đau lòng nhìn hai nhi, tiếng khóc xé tâm can. Số kiếp tôi gian hồng, chịu nhiều ham quan. Tôi phải dương mang lệ đổ dâm chán. Thương xót nhìn hai nhĩ thế cao, đau nhói lòng lệ tuôn nghẹn ngào. Con ơi, biết làm sao đây? Ơi hỡi cao sanh sao nỡ bài. Đời con chịu lắm quan khiên, chợt nhìn hài nhi trẻ có tội tình, vì sao người đành tâm không xót thương. Ngày xưa tôi đã chịu nhiều hàm quan nên tìm đến thiền môn để vùi chôn quá khứ. Những tưởng đã an bài định số, nào có ngờ đâu tai họa lại phải vương mang, nghe đau xót vô vàng. Tôi có khóc đâu, sao suối lệ tiền kiếp tôi gây nhiều ác nghiệp nên bây giờ tai họa phải đeo mang. Nhất tâm bồ đề cầu nguyện Phật mười phương, xin chứng
lòng nhân cứu đời thơ trẻ. Tiếng khóc âm gian chuông chùa cũng vọng lại, bồng trẻ trên tay xin nhận lấy quan tình. Tinh nữ ơi, sao đành dứt bỏ mối thâm tình là máu thịt của mình. Sao tinh nữ nhẫn tâm gieo chi cận sanh ly, tội cho hài nhi, cho đau khổ kiếp người, gieo oan trái làm chi. Bồng đứa trẻ trên tay, lệ thấm ướt môi hồng, trong hơi thở mặn nồng. Ôi tội nghiệp trẻ thơ, dù không họ hàng thân thuộc, nhưng sao ta vẫn thấy chạnh lòng. Bồng trẻ trên tay mà quấn thắt lòng đau, khi nghe tiếng khóc dài khờ. Dù nghịch cảnh trái ngang, dù phải chịu hàm quan, ta vẫn nuôi con khôn lớn. Con xin khấn nguyện Phật trời, mong người thấu hiểu nỗi lòng kính tâm. Sư phụ. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con chẳng lẽ thầy không hiểu được lòng con sao? Nhưng con ơi, phàm đã khoác áo nhà tu thì bất hỷ nộ, bất sân si, không ức oán, không thù oán. Sư phụ, bao nhiêu ức oán con xin cam chịu, chỉ xin sư phụ cho con được nuôi đứa trẻ này. Nam mô A Di Đà Phật. Con ơi, môn quy là khuôn vàng thước ngọc, thầy dù có thương con nhưng cũng phải trả con về với thế tục mà thôi. Nhưng con biết phải về đâu, khi thân thế bơ vơ. Lại còn bồng theo một đứa trẻ thơ, thân mặc áo nhà tu, nếu không lụy tình sao lại có con. Miếng đời phỉ báng khinh khi, gieo ác tâm cho kẻ tu hành. Kinh tâm con ơi, con đừng nên sầu hận, vì đời là giấy quán nghiệt, mãi theo ta đều đặn buộc ràng. Con đường theo Phật pháp luôn có nhiều thử thách trong gai. Nếu ai chẳng
kiên tâm thì ắt sẽ chán nản quay đầu. Đường đạo con đi không hề nan chi, dù cho có muôn ngàn ma lực cũng không cản ngăn được kẻ tìm đạo cứu đời. Xin thầy cho con và đứa trẻ vô tội này kính tâm con ơi, nếu đuổi con đi thì lòng thầy sao nỡ. Bằng để con ở lại thì cửa nhà chùa sẽ mang tiếng nhuốc nhơ. Thôi thì đành nhắm mắt làm ngơ để cho con ra ở tạm ngoài mây. Con hãy răn nuôi đứa trẻ thơ bằng tấm lòng thành, rồi đây cuộc sống của con sẽ gian truân vất vả, nhưng thầy tin con sẽ vững lòng trước miệng thế thị phi. Đứa trẻ này âu cũng có căn duyên, vừa chào đời đã nương nhờ nơi cửa Phật. Cầu ơn trên hộ trì phổ độ cho một trẻ thơ linh căn, vừa lạc lòng vừa chốn bụi hồng. Nam mô A Di Đà Phật. Sư phụ, con xin lại tạ sư phụ. Trong tâm con có Phật thì nơi nào cũng là cửa Phật. Sư phụ ơi, từ nay con phải rời xa chánh điện, chiều xuống đêm tàn không được cùng thầy chung mỏ công phu. Ngoài mái hiên cũng có hồng chung đại đạo, luật cấm con vào chùa chứ đâu cấm con dòng đạo. Hồng chung giúp cho thầy khi gối mỏi tay rung, công đức ấy cũng sánh bằng quỳ hương trước điện. Từ nay dẫu ở ngoài hiên, lòng con luôn có Phật và hình ảnh ân sư luôn niệm chớ Di Đà. Đường vào nhà đạo thì xa, đường ra trần tục chẳng đành. Nhờ nuôi trẻ đến ngày lớn khôn. Nam mô A Di Đà Phật. Con an tâm, thầy sẽ nhờ các huynh đệ thu xếp chỗ ở cho con. Mô Phật, con xin đội ơn thầy. Nam mô A Di Đà. Thời gian thấm thoát trôi qua, bốn mùa lá đổ, khổ đau bốn mùa. Kỉnh tâm nương náu hiên chùa, muối dưa kinh kệ
sớm chiều mõ chuông. Nương nhờ cửa Phật từ bi, nuôi con khôn lớn quảng chi nhọc nhằn. Cha ơi cha nghỉ ngơi nha cha. Để con đi sắc thuốc, cha uống cho mau khỏe. Phút giây ly trần bài phân, cùng ai cảm thông nỗi lòng, hoang tình bấy lâu nặng mang. Lòng hải hà tử bi không
cao thân kệ kinh, không quán than không buồn phiền, giữ trọn đức tâm hiền lương. Kính tâm, kính tâm con, kính tâm. Sư ông ơi, sư ông ơi, mau về cứu cho con đi sư ông, nhanh lên sư ông. Kính tâm, kính tâm con. Giờ thầy tương tâm thương, con giống không mai râu, giống ngỡ con dương vào phạm điều môn quy, xin tỏ tương tri. Mỏ công phu cho cuộc đời thanh thản, có ai đâu ngờ cô gái là tình tâm, suốt bao năm dài mang điều sâu đau không quán than. Kính tâm, kính tâm. Cha ơi, cha. Con đừng khóc nữa, hãy nhìn lên để thấy sự nhiệm màu của Phật Pháp vô biên. Nam mô A Di Đà Phật. Này hỡi chúng sanh, luôn phát tâm từ bi, nương án bay bay về sanh khổ sâu, lòng lẽ nào để tâm làm ngơ. Bạch y Quán Âm cứu nàng, hãy trì vào sáu chữ hồng danh. Hãy mau tu trì tâm Bồ Đề, sẽ chia tình thương. Đừng nên hận oán tham sân si, thế gian chỉ là tạm thôi. Cuộc đời sắc sắc không không, an trú tâm mơ lòng yêu. Này hỡi chúng sanh, hãy nghe lại chính mình. Lành theo hạnh từ bi, gieo liền giống thiện phước duyên an nhàn. Luôn đại lượng khoan dung đức độ,
cõi đồ sanh muôn loài. Nếu ai có gặp điều hoạn nạn, hãy niệm vào sao chữ hồng danh. Nam mô Đại Từ Đại Bi, tầm thính cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Lạy mẹ Quán Thế Âm, ba cõi chúng sanh trong một trái tim, khắp cả năm châu trong vòng tay mẹ yêu thương.